trao môi hôn đắp say. Hẹn mai đây, tiếc yêu này phân đất đây. Mình dìu nhau đi Tết nơi, bình yên theo sau gánh chơi. Ngày mai đây, thước đo nào cũng chẳng rời. Gì con? Lạ ngang, lạ ngang. Có gì đâu lạ. Bữa nay tự nhiên xách cái giỏ của mẹ vậy trời. Thì có gì đâu, bình thường. Đâu con, không có gì lạ hết. Vậy mẹ con đâu? Về quê rồi. Tại ba còn nhiều việc chưa có giải quyết xong, ba về sau, hiểu không? Cái gì vậy ba? Thôi. Trời ơi. Sao vậy? Đừng có mở ra. Ba nói đừng có bóc vô. Sao vậy? Mắm tôm. Kìa. Thôi dình luôn, mở ra đi. Quán cà phê mở cái mùi ra ai dám vô uống nữa, hiểu không? Thôi đi ba ơi, tại ba sợ cái mùi mắm tôm này át cái mùi nước hoa của ba thôi. Nói vậy sao được nè, ba sợ là ba sợ nè, nó dính vô quần áo của con rồi nó hôi rình con đó, hiểu không? Cái gì ba cũng nói được hết. Nói được. Uống cà phê nha. Chưa, từ từ khác uống. Dạ. Qua có chuyện xíu ha. Trời, ba có chuyện xíu. Để công việc con cứ làm đi. Alo. Baby hả? Ừ. Trời. Chưa xong. Xong cái gì nghe. Trời. Không tin là ba mẹ mình luôn á. Như vợ chồng son mới cưới vậy á. Xa xíu rồi nhớ cái gì vậy trời. Nè. Thôi mà. Đừng có nhõng nhai nhõng nhảnh mà. Xong cái về liền nghe. Hả? Mẹ hả? Ừ. Chân nghe. Alo, cô dâu mới về tới. Đâu rồi? Gì con? Ba có biết đây không phải là mẹ con không? Biết. Vậy người đó là ai? Xin chào cô ba. Tôi có mang quà của bà xã tôi gửi cho cô. Tôi đem vô trong rồi đó. Ừ. Ủa có quà cho tôi hả? Có quà. À, vậy cho tôi gửi lời cảm ơn chị nha. Tôi xách lên đó. À anh xách lên hả? Ừ. Cảm ơn anh. Ừ. Quỳnh, lát hồi nhớ nấu cơm cho ba ăn nha con. Ba đường xá xa xôi lên cực khổ, phải thương ba nghe không? Trời ơi, chị lo cho ba em làm gì? Có người nấu cơm, nấu nước hằng ngày cho ba em ăn rồi chị. Đâu có đâu con, trời ơi có ai nấu ăn đâu con. Quỷ à. Là sao không hiểu nha, không hiểu à. Ai thì ghê. Chị Trà, mời chị vào trong, em xử lý chuyện gia đình. Ok. Mời thanh niên áo vàng qua đây. Cô ta là ai? 10 giờ. 10 giờ? 10 giờ ba đi đâu? 10 giờ ba tính đi qua bệnh nữa. Đây. Ý ba nói là hoa 10 giờ. Ba thích hoa quá ha. Đúng rồi. Thì thích vậy thôi. Mối quan hệ này bao nhiêu lâu rồi? Để coi quan hệ này bao lâu rồi ta? 1 năm. Một hay là năm năm? Một năm hay là năm năm? Một năm.
Một năm 4 ngày và 2 tiếng. Đúng luôn đó, chính xác luôn. Con à, để ba nói sơ về cái cô này cho con biết. Cổ làm bác sĩ phụ sản. Phụ sản mà không phải đỡ cho người, cổ đỡ đẻ cho chó không à. Mà cổ khoái đỡ đẻ cho chó, mà chó lông xác lắm. Lông xác nó giống như là không phải ba là không phải nè, ba là không có. Lông xác là nó có lông, chó có lông nhưng mà nó nằm sát xuống á. Ôi. Nghe ba nè. Còn ý ba muốn nói là gia đình mình là quan trọng. Con có biết hồi xưa mà lúc con còn nhỏ đó, dù cho ba có bận công việc cỡ nào, ba cũng ráng ba tranh thủ về để ba đưa con đi học. Ba chở con đi học, dù cho ngôi trường nó có xa cỡ nào, ba cũng chấp nhận. Mà ba lấy đó làm cái niềm vui của ba, là niềm hạnh phúc của ba, niềm hãnh diện cho ba. Ba còn nhớ có cái lời hát như thế này: ba chở con đi học, dẫu ngôi trường có xa, đôi chân con bé nhỏ, ba sợ con lắm bùng, ba ngồi xuống, ba cõng con, rồi ba nói: cốt mày là má tao. Không, ý ba nói là cái tình cảm á. Chuyện đó thì liên quan gì tới cái chuyện này? Có chứ con. Ý ba nói là con nhắc lại cái gia đình của mình. Con yên tâm một điều đi, dù gì dù ba cũng là người cha, là người cha của một gia đình mình, ba biết ba phải làm như thế nào. Cho nên con bình tĩnh nghe ba hỏi nè. Trước giờ chắc con chưa yêu ai thật lòng, đúng không? Con... Đúng hay không? Sao ba biết con chưa yêu? Ba nhìn là ba biết con chưa yêu ai thật lòng hết. Bởi vì cái thái độ, cái con người của con á, nó nói lên điều đó. Con nhìn ba nè. Ba là người yêu nè, người yêu thật lòng. Hiện tại bây giờ nè, ba đang yêu. Ba đang yêu một lúc hai người đàn bà. Ba đừng có nói với con là hai người đàn bà đó không có mẹ con trong đó nha. Tất nhiên là đúng rồi, làm sao? Có một người. Lý gì? Đúng rồi. Bây giờ chỉ có ly dị mới là giải pháp tốt nhất cho mẹ của em. Mà khoan đã, nếu ly dị lúc này, em sợ rằng trái tim mong manh yếu đuối của mẹ em sẽ không chịu nổi mất. Vậy thì chỉ còn một cách, đó là bích cửa. Tư vấn như vậy cũng tư vấn sao? Trời ơi, bích cửa đây là sao? Là mình hãy bích cái cửa của cái bà đó với ba em, hiểu không? Cũng hay, nhưng mà bằng cách nào nhỉ? Bằng cách ta sẽ hủy hoại dung nhan của bà, làm cho bà xấu đi đó, để cho ba em tự động rời xa bà mà quay về với mẹ của em, được không? Nghe cũng được đó. Bây giờ ba có cho con gặp cổ hay không? Từ từ gặp. Trời ơi. Quá. Đi cha. Gì vậy? Cái gì mà giám phụ? Giám phụ, cái công tác họp hành của anh là ở đây hả? Là vậy hả? Họp hành sao mày biết tôi đây mà họp hành cái gì? À, ai vậy? Cô là ai? Tôi, tình nhân của ông nè. Hả? Quá ra đây là tình nhân à? Tình nhân có khác ha? Bình tĩnh. Đây quán tôi nha, có gì chị đi ra. Từ bình tĩnh. Từ nói. Sao? Cái chuyện gì? Thôi, về nhà nói. Không có về gì hết, chưa nói hết mà. Bà, cái gì vậy bà nội? Bên này. Con, anh Quang đã có vợ con đề huề, con biết chưa? Thì sao? Thôi mà, thôi, bình tĩnh đi. Chị đi ra trước đi. Thì tôi báo cho cô biết, vợ con anh Quang không có hiền như tôi đâu. Vợ anh Quang sẽ bôi vôi cô nè, gọt cái đầu cô nè, cào nát cái mặt cô nè, cào nát cái mặt bà nè. Vô duyên cái mắt gì cào mặt tôi bà nội? Bà là mai là mối hả? Bà
Cái gì nhà nói thôi mà hết tức chưa? Nói cho tức luôn nè, đây là con gái của tôi á, con gái tôi á, con Huỳnh á, còn tôi là vợ ổng đó. Bậy à? Bậy rồi, tôi là chủ quán này. Ừ đúng rồi nè, con Huỳnh á, con gái tôi đó, nó bị đó bà, đó ra đứng nói chuyện đi. Ủa sao anh nói Huỳnh nó đi du học rồi? Nó đi du học nhưng mà thôi, cái chuyện nó dài dòng lắm, để kể sao. Nói chuyện nó đi. Tôi nè, nó là cái con mà kẹo mặt mà đe đó. Đi ra sao? Con dì là Tàn, tên khai sinh của dì là Lý Thị Tàn, nhưng mà tại vì ba con đặt cho dì là Tan, có nghĩa là tan chảy, là hòa quyện vào nhau đó con. Im đi, bây giờ không phải là lúc giới thiệu lý lịch. Bây giờ điều tôi muốn nhất là dì và ba của tôi chia tay liền đi. Được không? Ê, mày. Chia tay hả? Chia tay hả? Chia tay kìa anh. Chia tay. Vui quá. Tại vì chia tay vui ghê luôn kìa. Con thấy chưa? Con nói chi vậy? Nói cái câu chia tay thôi là khùng lên liền, thấy không? Con nghiệp lắm. Dì này giống như con cái tưởng tượng nè, dễ vỡ, dễ tan chảy lắm. Thôi tội nghiệp, về thôi em nha. Về đâu ba? Ba đi về thôi ha. Về đâu? Về. Đi về nha con. Ba về. Nè, ba con mình nói chuyện sao nghe con ha. Ba phải lo cái đống xương này mới được. Ba đi nha. Ba! Chuyện đừng có la ông sùm. Tôi có la bà cái miệng bà mới la đó. Hồi nãy giờ ông la đó, ông la ông sùm là con Huỳnh nó biết là chết. Con Huỳnh hả? Ừ. Vậy là chuyện liên quan tới con Huỳnh. Đúng rồi. Ủa mà con Huỳnh nó bị cái gì? Ba nó ngoại tình. Ba của Huỳnh ngoại tình? Trời ơi, nhỏ nhỏ thôi. Ủa rồi sao đây? Hồi nãy là nhân tình của ổng tới quán mình quánh quá trời quánh luôn. Rồi quán mình có bị sao không? Quán mình không sao hết, bị gì có tôi ở đó mà. Ừ, vậy bây giờ sao đây? Chắc là con Huỳnh đang bị gặp hiểm nguy. Tôi bây giờ tiếp ứng cho con Huỳnh mới được. Thôi đi, nhiều chuyện. Cái chuyện là cái quán mình không lo là tiếp ứng cho con Huỳnh. Nhưng mà con Huỳnh dù sao cũng là nhân viên của mình, mất nó một cái là coi như là chết luôn. Đó là cái tôi cần nói đó. Bây giờ gia đình nó có chuyện thì trước sau gì nó cũng phải nghỉ làm để về quê giải quyết chuyện gia đình. Nó mà nghĩ một cái là tôi với ông trở tay không kịp, hiểu không? Cho nên là bây giờ không nói nhiều nữa, tôi quyết định luôn rồi. Với tư cách là chủ của quán trà bá, tôi quyết định tuyển nhân viên mới. Dì có con rồi? Ừ, có con rồi. Dì nói các con tức là có nhiều đứa. Đúng rồi, đâu phải đứa đâu, một bầy luôn. Dì đẻ gì mà đẻ dữ vậy? Dì đâu có đẻ. Hả? Không đẻ à? Nè dì hơi bị rảnh nha, không đẻ con mà xin con nuôi. Không phải xin một đứa mà xin một bầy. Rồi dì bắt ba tôi về thế vô cái chỗ ba của tụi nó. Tôi nói cho dì nghe nha, từ xưa tới giờ ba tôi chỉ nuôi có một mình tôi thôi. Mắc gì dì lo ba tôi về để nuôi một chục đứa như vậy? Ủa có gì đâu mà con giận dữ vậy? Dì thấy bình thường mà. Tại vì cái bài con của dì nó dễ thương lắm. Trời ơi, con nhỏ xíu vậy nè, con bự vậy nè, có đứa tóc dài, có đứa không có tóc, giống y ba con vậy đó. Mà ba con chăm sóc tụi nó giống y như là một người mẹ, không phải là một người cha. Nhìn cưng lắm con ơi. Dì mới biết đó mới chính là người cha đích thực của các con gì đó. Ba tôi bây giờ thành ba đích thực của mấy con gì? Đúng rồi. Bữa nào qua nhà gì gì cho coi. 4-5 đứa nó tới ha, nó chà vô chân con nè, nó hôn con nè, vui lắm, dễ thương lắm. Mà cái gu của dì á là không có tóc giống ba con, cho nên con của dì không có đứa nào có tóc á. Dì bị dễ lòng.
sao dì tả con gì mà tôi thấy giống cái con gì quá con... Thì đúng rồi, là con thú cưng của dì mà. Hả? Nguyên bậy thú cưng dì ở nhà đó. Thú cưng. Cho nên đến khi dì gặp ba con, cái thần thái đó, cái mái tóc đó, cái gương mặt đó mới chính là người cha của tụi nó. Con hiểu không? Là vì thương ba tôi. Đúng rồi. Là tại vì ba tôi có thần thái, đúng, gương mặt và mái tóc đúng giống như mấy con của dì. Đúng rồi. Con tin dì đi. Dạo này đó bé Quỳnh đó anh, quán tôi cái tâm lý nó không có ổn định đó. Nó hơi bị thất thường quá. Cho nên là em sợ là nếu mà nó nghỉ ngang cái là em trở tay không kịp đó. Cho nên là em có bàn với anh Bá là ngày hôm nay đó anh, là mượn cái nhà của anh đó làm cái nơi để phỏng vấn nhân viên mới. Thì em quyết định là 8 giờ sẽ phỏng vấn nhân viên đó. Mà bây giờ anh sàn cũng 8 rưỡi rồi, không mấy anh tranh thủ lẹ lẹ giùm em cái được không anh? Thiệt á? Dạ. Nhiều khi tôi không hiểu. Dạ. Không biết cái nhà tôi giống như cái chùa vậy đó, ai muốn vô thì vô, muốn ra thì ra. Dạ. Buồn hết sức. Kệ mình xây chùa tích đức anh ơi. Cảm ơn anh. Vậy nha, tôi đi à. Nhớ giữ nhà cẩn thận nha. Dạ. Cảm ơn anh nha. Dạ. Trời ơi, đàn ông trai đâu mà điệu dữ gì không biết nữa. Alo. Bá. Ừ rồi, ổng đi rồi. Bây giờ cho người lên phỏng vấn liền đi. Ha. Ừ rồi rồi. Mất thời gian quá, lưu lắc. Để giờ giấc có trời. Em chào chị. Chào em. Dạ. Em xin việc phải không cưng? Ngồi, dạ, ngồi, đúng mời, 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 ngồi. Trước kia em làm vậy gì? Dạ, em là sinh viên ngành thú y. À, thú y. Chà, sao nghề này làm như giờ đang hot hay gì á? Chị thấy ai cũng nhào vô thú y hết trơn. Ủa? Ủa rồi nếu mà nhưng mà em vô quán chị làm như vậy rồi cái thời gian em chia làm sao để nó hợp lý? Dạ hiện tại thì em rảnh cả ngày. Ủa là sao? Em nghỉ học lâu rồi chị. À vậy thì cũng được. Vậy là được á. Ờ à, vậy lương bổng sao chị? Ờ em có ở lại quán không? Nếu mà em ở lại thì em nghĩ chắc là tốn kém cho quán lắm. Nên thôi em quyết định không ở lại. Dễ thương. Chị rất thích những cái người mà mình sống mình biết nghĩ cho người khác như vậy. Nhưng mà em có một điều kiện. Điều kiện gì em? À, chị phải trả cho em thêm lương để em đi ra ngoài em ở cho đỡ tốn kém quán mình. Ủa chị thấy cũng đâu có đỡ tốn gì đâu cưng. Nó cũng y vậy mà. Em ở quán chị thì em ở ngoài gì nó cũng tốn tiền vậy thôi. Thì chắc là chị sẽ suy nghĩ lại về cái khoản mà thêm lương để ra ngoài ở đó. Vậy lương chị trả thế nào? Trước mắt là 4 triệu một tháng. 4 triệu một tháng. Vậy là một ngày làm 8 tiếng. Vậy cũng được. Một ngày 8 tiếng. Ừ. Rồi còn thêm lương ra ngoài ở nữa hả? Thôi giờ vậy. Thì cảm ơn em ngày hôm nay em đã đến đây em gặp chị. Có gì em cứ về đi. Chị sẽ liên lạc lại sau với em nha. Dạ. Tại vì bây giờ chị cũng còn bận lắm. Khoảng 50 người đang chờ chị phỏng vấn ngoài đó. Cho nên là có gì chị sẽ liên lạc sau nha. Thôi chị cứ suy nghĩ kỹ đi. Có gì thì chị alo cho em. Nãy gì vậy? Capuzit của em đó. Trời ơi, nhân viên phục vụ mà cũng có cái này nữa hả? Có chứ chị. Thôi em về nha. Anh đâu mà đòi hỏi vậy trời. Alo, bá. Cho người khác vô đi. Ừ, cái kèo này không được. Alo. Cho lên đi, cho lên đi. Hả? Cái gì? Không ai lên hả? Đi về hết trơn trời hả? Cái gì kỳ cục vậy trời. Hmm.
Alo. Chào em. Em có phải là người vừa phỏng vấn sáng nay không em? Dạ, đúng rồi chị đẹp. Sáng nay thì chị phỏng vấn cũng khá là nhiều người đó em à. Tổng cộng là 51 người. Chị gọi cho em là tại vì là em là lọt vô trong cái top may mắn đó, cái top đầu tiên đó, cho nên là chị cũng thấy là chị quý em. Thấy không? Ừ. Em thấy sao cưng? Nhưng mà bây giờ ý chị thế nào? Mức lương đó thì em chỉ làm 8 tiếng thôi và chỉ phục vụ thôi nha chị. Chứ em tuyệt đối là không rửa ly hay rửa chén bát gì đâu. À, chị thấy em nói chuyện giống ông nội chị rồi nghe em nha. Thôi chị thấy là vậy là chắc là hai đứa mình là không thuộc về nhau đâu em ơi nha. Thôi chào em ha. Bye bye nha cưng nha. Ừ. Tính ra con Quỳnh đang làm là quá ngon rồi. Thôi đi về tìm cách cho nó ở lại làm với mình vậy. Trời, bây giờ mình chơi điện tử gì nữa? Ủa, số điện thoại của mẹ đâu rồi ta? Nằm trong này nè, đó. Dạ đây, đúng rồi. Ê, đừng gọi cho mẹ mày chứ. Alo mẹ hả? À mẹ ơi, ba nói là ba giải quyết công việc một chút xíu, rồi ba bắt xe ba về. Dạ, tới khuya nay là ba về rồi đó mẹ. Mẹ chờ ba nha mẹ. Trời ơi, cái con tắt lẹ đây. Gọi chi cho mẹ mày? Ba nói ba về là ba về, ba sẽ giải quyết xong xuôi hết. Ba không cần nói gì hết, ba phải giải quyết xong cái chuyện này. Đúng. Khuya nay mà ba không có mặt ở nhà, mẹ gọi điện lên hỏi con khai hết. Trời ơi, khai cái gì trong này? Tao về đó, tao về mẹ. Không nói nhiều nữa, con hẹn Bảo qua đây rồi đó. Cái gì? Thật ra em cũng biết rồi đó. Cái cuộc vui nào nó cũng phải tàn. Vậy là anh đã quyết định rồi sao anh? Vậy thì em sẽ đi xa. Đi đâu? Em sẽ đi qua bên đó sống và làm việc. Qua nước ngoài hả? Nghiên cứu số cân tiếp nữa. Dạ. Sao em mê cái giống này quá vậy ta? Dạ đó là Là niềm vui là lẽ sống biết rồi. Nói chuyện nghiêm túc, thật tình mà nói là anh xin lỗi em và cảm ơn em. Em đã cho nó cái cảm giác phải dừng lại trước khi mà những cái chuyện sai trái nó xảy ra. Anh biết dừng lại để em quay về làm một người chồng tốt, làm một người cha tốt với gia đình của mình. Cảm ơn em. Em hiểu. Xin lỗi. Nhưng mà đây là lỗi của em. Em xin lỗi anh. Vấn đề bây giờ không phải là lỗi của ai. Vấn đề bây giờ chúng ta đã phải tạm dừng lại để mỗi người lo một cái chuyện riêng của mình. Cảm ơn. Kết thúc. Cuộc tình này là chấm dứt. Cuộc tình là phôi phai. Oh 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 yeah. Chấm dứt cuộc tình này không tới bếp nào. Bye bye nha chị nha. Nè, nè. Kết thúc. Cuộc tình này là chấm hết. Cuộc tình này là phôi phai. Biết rồi. Phải như vậy. Wow, chung 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 mà. Lần này là ba là đúng nhất nha, chung nha chung nha. Kêu con nó vô, dọn đồ dọn đạc, về quê. Nó không trả lời được đúng không? Anh biết dù đã muộn rồi, nhưng mà anh sẽ không từ bỏ đâu. Anh sẽ luôn nắm tay em. Nắm tay em thật chậm. Giữ tay anh thật lâu. Nói với anh một câu xe đi cho nên cuối con đường. Trời ơi, trời. Ba tới. 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 Ba tới.